Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 19 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, ngành giao thông vẫn tập trung kiểm soát tải trọng xe với mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Cùng với đó, người đứng đầu ngành giao thông cũng khẳng định trong năm 2015 không để xảy ra tình trạng giá cước vận tải lộn xộn như hiện nay. Năm 2015 là năm toàn ngành giao thông vận tải thực hiện tuần tra kiểm soát, nhất là phải thực hiện đảm bảo đúng cơ chế thị trường. Do đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, tình trạng giá cước vận tải lộn xộn như hiện nay là không thể chấp nhận được, phải kiểm soát chặt chẽ và đưa giá cước vào quỹ đạo. Bộ Giao thông Vận tải chủ động phối hợp Bộ Tài chính, chỉ đạo các sở tài chính, các sở giao thông vận tải các địa phương để thực hiện kiểm soát bằng được cái giá cước vận tải theo đúng quỹ đạo, theo đúng kinh tế thị trường, nhưng phải đảm bảo được cái sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong năm qua, năng lực và chất lượng của hạ tầng giao thông Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, nhiều dự án giao thông vẫn còn khiếm khuyết về chất lượng, như hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa, lún nứt tại km 83 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh các yếu tố về thời tiết và địa chất, thì nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác quản lý chất lượng vật liệu đầu vào chưa tốt. Sản xuất và thi công bê tông nhựa chưa tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn, quy trình công nghệ, thiết bị thi công lạc hậu. Đặc biệt trong năm qua, việc đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng chưa được thực hiện tốt, đã xảy ra những tai nạn đáng tiếc như tại dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.